Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sai. Ngày hôm nay thì bọn mình đang ở một cái sự kiện rất là đặc biệt có tên là triển lãm quân sự quốc tế, triển lãm quốc phòng Việt Nam 2022. Và ngày hôm nay ở đây thì có rất nhiều người dân đến để tham quan và tận mắt sờ chạm vào những cái phương tiện và khí tài quân sự đặc biệt của Việt Nam. Ngày hôm nay thì bọn mình cũng tranh thủ một ít cái thời gian đang trống để có thể ghé qua đây và quay một cái những cái clip ngắn thôi để có thể giới thiệu với mọi người và cho mọi người đến một cái hình ảnh nó gần nhất đối với cả các cái phương tiện khí tài đặc biệt ở Việt Nam. Thì ngày hôm nay cái video đầu tiên thì mình đang đứng ở cạnh một cái tên lửa đạn đạo có tên là Scud B. Thì không biết mọi người có biết cái loại tên lửa này không, nhưng nó là một cái loại tên lửa đạn đạo và nó không giống như những cái loại tên lửa thông thường. Thực ra mình không phải là một người có quá nhiều kiến thức về lĩnh vực quân sự này đâu, nhưng mà mình biết cái gì thì mình cũng sẽ chia sẻ lại với mọi người. Thì cái tên lửa này theo cái bảng công bố từ Bộ Quốc phòng Việt Nam thì nó có cái tầm bắn khoảng 300 cây. Và thực tế thì có những cái phiên bản nâng cấp của cái loại này nó cao hơn, mấy trăm cây cũng có. Và nó được chở trên một cái xe chuyên dụng tam bánh. Và các bạn có thể nhìn thấy ở đây, phiền camera đứng xa hơn một chút đi, thì các bạn nhìn thấy là ôi trời ơi, cái bánh này nó to dã man, nó to, nó cao, mình cao 1m80 và hiện tại cái bánh này nó cao ngang đến phần vai của mình và nó to thực sự, 8 cái bánh. Và cái loại lốp này ấy, nó cũng có ghi rất rõ ràng là cái vận tốc tối đa của nó ở trên cái phần thành lốp này là 35 km/h. Bởi lẽ là chúng ta sẽ chở theo một cái quả tên lửa siêu to, siêu khổng lồ mà người ta hay nói là bút chì ấy. Siêu to, siêu khổng lồ. Đây là cái khu vực chắc là mình phỏng đoán thì nó là cái khu vực kiểu sĩ quan điều hành, mình đoán thế. Còn ở trên kia thì chúng ta sẽ có cái buồng lái. Đó, buồng lái thì nói chung là cái đầu xe của những cái xe kiểu vận tải chở tên lửa thì nó rất là nhỏ. Và nói chung là cái xe này nó sẽ thiên về mục đích đi chậm, không cần đi nhanh, đi chậm, và nó chở đến đúng cái địa điểm cần phải phóng tên lửa. Thì đây thì các bạn nhìn thấy một quả tên lửa cao 11m, hơn 11m. Và tất nhiên là trước khi mà cái quả tên lửa này được phóng ra ấy, thì bao giờ người ta cũng sẽ phải bơm nhiên liệu vào dưới này. Đó, nó cao thực sự. Đấy, nó đã bơm nhiên liệu xong bắt đầu nó mới được phóng. Thì tất nhiên là để vận hành được một cái xe tên lửa kiểu như thế này thì một cái team, một cái đổ, một cái tổ ấy, đâu đó cũng phải rơi khoảng vài người đến vài chục người ấy. Không biết đâu, không thể khoảng vài người vận hành đâu. Nói chung là đây là một cái loại tên lửa đạn đạo. Theo mình tìm hiểu thì nó được sản xuất trong cái giai đoạn khoảng 1960 của thế kỷ trước do Liên Xô và viện trợ Việt Nam vào những năm khoảng 1980. Và đây cũng là một trong những cái mẫu tên lửa phải nói là nó còn hiếm ở Việt Nam và nó không mua mới như kiểu những cái loại tên lửa khác đâu. Đấy, kiểu như thế. Thế thì anh em mình xem bên này đi. Thì xem nào. Còn gì nhỉ? Thì như các bạn có thể nhìn thấy nhá, với bất cứ một cái xe chở tên lửa hoặc chở những cái loại đồ hạng nặng như kiểu radar, như kiểu chở những cái thiết bị rất là nặng thì nó luôn luôn có những cái tay thủy lực để nó đỡ cho cái phần lốp của chiếc xe như thế này, cực kỳ to luôn. Đó, gì nhỉ? Anh em đi vòng vòng quanh cái xe để xem nó có cái gì. Đây, anh em ra đây đi. Hôm nay thì nó là một cái sự kiện mở công khai cho người dân đến xem. Đây là cái phần đầu. Cái xe này thì hiện tại thì mình cũng không rõ nó là cụ thể, nó là cái tên của nó là gì, nhưng mà mình đoán nó là xe của Liên Xô, của Nga ngày xưa ấy. Đây, có hai cái vị trí bong ke cho cái người tài xế. Đây là vô lăng bên này. Còn bên này là tài xế này. Bên này thì sẽ khả năng là người như kiểu hoa tiêu, kiểu đấy mình đoán thế. Đấy, hai cái đầu, một cái đầu xe nó rất là thiết kế, nó rất là khác biệt, đúng không ạ? Đấy. Ở triển lãm lần này thì sẽ có rất rất nhiều những loại khí tài quân sự đặc biệt của Việt Nam, bao gồm từ tên lửa, này, radar, này, súng ống, máy bay, ti tỉ, những thứ hay ho ở trong quân đội thì nó đều ở đây. Thì đây là cái cửa lên của cái khoang xe này. Chắc ở trong này thì mình nghĩ đâu chứa đâu đó khoảng 4 người. Và bên ngoài này thì là cái chỗ mà để cái khoang chỉ huy ấy. Này các bạn nhìn chất lượng, nhìn những cái trục của cái xe, cái gì động to, có dã man luôn. Lốp đây,
có lốp đặc trùng. Kinh khủng đấy. Lốp này chắc là vành của nó thì đâu đó nhìn này mình đoán đâu đó nó rơi vào khoảng chắc cũng phải tầm 22-23 inch, nhưng mà lốp siêu dày luôn. Siêu dày. Đấy, thì mọi người nếu rảnh thì có thể qua đây trực tiếp ở sân bay Gia Lâm để có thể nhìn, ngắm và sờ chạm vào những cái phương tiện khí tải đặc biệt của Việt Nam. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục ra để xem có những cái sản phẩm gì hay ho nữa thì mình làm video để giới thiệu các bạn nhé.